Chị ơi, cho em hỏi là em mới làm mục bên mình được 1 tháng á, thì Ờ. bây giờ bị lệch có hỗ trợ sửa lại không ạ? Ủa, vì sao lại À, thì hôm bữa em có đi sinh nhật thì có đi ba bước đó, xong rồi cái nhậu say thì vui quá thì lỡ thì tự nhiên có ba thằng nó lỡ nó bóp ngực của em á, và em ba cảm thấy nó bị ý là lệch em bị trong ba ba thằng nó bóp dạ. hả? Nó bóp, tự dưng nó bóp lệch mới bắt chị bảo hành bị hâm à? Không nha. Còn bây giờ ngực của em có vấn đề gì không? Thì bây giờ em thấy nó đang bị lệch một bên á chị, một bên nó hơi bị thấp xuống với là Có sưng đau lên nhức nữa gì đó, không? Có đau nhức gì không? hơi thôi. Hơi đau nhức. Có cái ngực mà em bị bóp nó có đau nhức hơn bình thường không? Dạ có chị. Anh giờ sao? Bây giờ em ạ, đầu tiên á em phải đến để tụi anh thăm khám lại cái đã, bởi vì á là trên là trong tuần, trong 3 tháng đầu tiên, và nhất là trong 3 tuần đầu tiên em mới làm ngực 1 tháng, là trên này trong vẫn trong thời gian mà phải đeo đai định hình là liên tục, mà em đi ba đi bút mà để cho mình bóp thế này á, là cũng đã không có đúng về cái chỉ định của tụi anh rồi đó nha. Đó, nhưng mà bây giờ thôi thì á là cái sự việc nó đã xảy ra rồi thì chúng ta phải cùng đồng hành với nhau thôi. Đầu tiên em phải đến để anh thăm khám lại, và nếu như mà tụi anh nắn chỉnh lại được và đeo áo định hình được cho em thì vấn đề này nó quá tốt. Nhưng mà nếu như mà hẳn có cần những cái sự can thiệp gì hơn nữa thì cái này á là cũng phải trực tiếp thăm khám mới biết được em nhé. À Thế thì em qua bên chị đi nhá. Dạ vâng ạ, thế thì cho em đặt lịch sáng mai nhé. Dạ rồi, em cảm ơn ạ.